để cho má bà già đặt trước hả? Cái chị ai chị mới nói rồi, chị nói nếu như có phương tiện thì chơi hết, chứ chơi má bà già thì không, chơi má ông già thì không được. Chị mới nói thì cái nào mình có phương tiện nhất thì mình làm nhất, còn cái nào mà nó đợi đủ phương tiện thì mình làm, còn nó chưa, còn cái của ông già thì ông nằm trên cái khung vườn của mình luôn ấy, thì nó cũng không ai mà phá phát gì, chứ cũng ai ngoài báo gì đâu có ấy, thì thôi mình có phương tiện của bà già mình làm trước hả? Giải cái chị ai nói giải cái thứ lượng lượng biết cũng không dám làm. Cái số mình bảy nó giờ đấy, bảy giờ làm một bà nó nói cô cái tìm ra nè. Cái về cái Hùng nói thôi bây giờ tao làm má bà bại nữa, nó nói thôi rồi gì làm má bà bại thì thôi. Chúng mấy bữa đấy anh ba mời Dương lên là đi ra nhà em nữa vậy đấy. Cái vậy chúng có sao nói vậy, cái tình cảnh nó nói vậy thì thâu mà về mà nói chị ba đồ Hùng Lâm làm má bắt bốn luôn là má ông già chị đây. Nó có sao nói vậy nghe luôn, nó về cửa là anh Thành anh chói về anh cho anh em xem Hùng vô làm má bắt bốn nữa. Rồi hôm đó nằm quay đây là chị làm ba cái mà ông già bà già đấy, nhưng mà ông già tôi bị đây là ba cái mất 15 triệu. 15 triệu ba cái. Ba cái. Ngày 5 triệu. Dạ bà bốc chảy ra như hoan thì thấy cháu về mừng đấy. Bốc gì cháy? Hương bốc cháy thành lửa chưa? Vừa bốc cháy thành ngọn lửa ấy.